Ngày 18 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, năm học 2024-2025, toàn thành phố có 234 cơ sở giáo dục tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 113 trường trung học phổ thông công lập có tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 71.020 học sinh. Trường phổ thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 595 học sinh. Bên cạnh đó, thành phố còn có 83 trường trung học phổ thông tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, phân hiệu bổ túc văn hóa, trung tâm bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm, 7 trường cao đẳng, trung cấp có tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, phân hiệu bổ túc văn hóa, trung tâm bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm tuyển 11.686 chỉ tiêu lớp 10. 7 trường cao đẳng, trung cấp có tổng chỉ tiêu là 10.135 chỉ tiêu. Cụ thể, hệ trung cấp trong trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 270 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong trường cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 990 chỉ tiêu, trường trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 1.750 chỉ tiêu, hệ trung cấp trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 710 chỉ tiêu, trường trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật quận 12 1.900 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 3.235 chỉ tiêu và trường trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 1.280 chỉ tiêu. Riêng 83 trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 là hơn 28.000 chỉ tiêu. Các trường trung học phổ thông tư thục tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, thời gian xét tuyển đến hết tháng 8 năm 2024. Như vậy, nếu không trúng tuyển nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, học sinh lớp 9 có thể lựa chọn các môi trường học tập khác với gần 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh. Tỷ lệ này nhằm thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trong đó chỉ có khoảng 70% học sinh tiếp tục học lớp 10 công lập, 30% còn lại sẽ hướng qua học nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường trung học phổ thông tư thục.